Chào mọi người nha, mình sẽ giới thiệu một cái app là Pixel. Của app này chuyên tách nền và giới thiệu sản phẩm rất là tốt mọi người nha, nhận nước hoa, đồ áo và các mỹ phẩm các thứ đấy. Đồng thời chọn ảnh này, tức là vào chọn ảnh mà cứ chọn ảnh bất kỳ nha. Sau đó mọi người lướt cái phải rồi tách nền này, tích V này, tích về đây nha. Sau đấy mọi người chọn background là chọn nền ấy, để chọn cái nền từ máy bạn hoặc là nền có sán màu đen trắng gì cũng được. Hoặc là nền đây, bạn có tên chữ các bạn cần, nền các bạn cần tìm ấy bằng tiếng Anh nha. Đấy, ví dụ mà chọn nền bất kỳ cái này này, vào đây nha. Đấy, sau đó sửa này. Đấy, ngoài ra các bạn có thể cái này là có thể làm độ bóng này, độ bóng cho thật đấy. Đấy, chọn này, mờ này, độ mờ nhạt này. Đấy, làm độ bóng đấy. Tiếp theo là vào phần này mọi người chọn text, có thể mọi người ghi chữ bạn muốn ghi lên hình này, là trà sữa này, sữa này, phone chữ có rất nhiều loại phone này. Có thể đục bóng này. Đấy, ngoài ra các mình có thể làm các nhắn dán để mà cảm giác nó đặc biệt hơn ấy. Đây mọi người thì trong đây có rất nhiều cái mọi người vào tìm này. Đấy, 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 cái này thì mọi người làm tìm mình một chút sẽ gây đẹp hơn nha. Đấy, làm xong mọi người bấm vào phần lưu này giúp mình này. Đấy, đây mình được hướng dẫn á, các bạn đã xem video này nhá.